Bất động sản Long An xin chào tất cả mọi người. Em xin được phép review một miếng đất lúa tọa lạc tại Lộc Trung, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Đây là con đường mặt tiền cộng đồng Lộc Trung nha quý vị. Từ cái cự ly mình đang đứng là ra tỉnh lộ 835A một cây số. Đây trước mặt mình là có cái đường bê tông, mình rẽ vô đường bê tông đó. Mình chạy thẳng rồi mình rẽ trái một cái nữa, chạy vô 50 mét nữa là tới miếng đất lúa của mình. Giờ cô chú anh chị em theo chân mình review vào miếng đất ha. Ở đây có một con đường đường này đường đá xanh ha, mình rẽ đường này mình chạy thẳng vô là tới đất lúa của mình ha. Tới đất của mình rồi ha quý vị. Từ cái vị trí đất của mình là mình nhìn thấy cái con đường mặt tiền cộng đồng Lộc Trung luôn ha quý vị. Đó là cái con đường cộng đồng Lộc Trung đó, thẳng ra tỉnh lộ 835A đó. Cái bên cái vị trí đất của mình luôn. Rồi bây giờ mình nói về cái diện tích của mình ha, diện tích miếng đất lúa của mình ha. Diện tích này là ngang 25 nha quý vị, dài là 40 ha, tổng diện tích là 1.000 mét vuông ha. Tọa lạc tại Lộc Trung, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An ha. Giá bán cái miếng đất lúa này 1.000 mét vuông là 1.650.000 nha quý vị. Anh chị nào muốn mua đầu tư kinh doanh phân lô bán nền là ok đây ha quý vị. Khu vực này là cho chuyển thổ nha. Ngang 25 dài 40. Cô chú anh chị xem video hay, nhớ đừng quên cho mình một like ha và đăng ký kênh ủng hộ kênh Bất Động Sản Long An. Xin cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo.